Thực hư người Việt không làm nổi con ốc vít, nhưng đóng tàu cao tốc to bằng 3 chiếc Boeing. Việt Nam Stronger xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, từ lâu nay, câu nói Việt Nam đến cái ốc vít con không làm nổi đã trở thành lời nói cửa miệng của nhiều cư dân mạng cả trong và ngoài nước. Người ta lấy ví dụ từ một con ốc vít không làm nổi để nói về sự bất lực trong ngành sản xuất của cả một dân tộc. Câu nói đó như lời miệt thị chạm đến lòng tự ái của người Việt Nam chúng ta. Thế nhưng với bản chất chịu thương chịu khó, không đầu hàng trước số phận, vài năm trở lại đây, người Việt Nam đã khiến thế giới không ít lần phải choáng váng. Bởi đó không chỉ là một con ốc vít thôi đâu, nước chúng tôi đã làm được UAV, làm được ô tô và chưa hết, vừa mới đây Quốc phòng Việt Nam đã cho hạ thủy con tàu siêu cao tốc khổng lồ chưa từng có trong lịch sử. Với kích thước to gấp 3 chiếc máy bay Boeing cỡ lớn, vậy tàu cao tốc này cụ thể có gì đặc biệt, sức mạnh của nó đến đâu mà phải khiến truyền thông quốc tế phải rút lại câu nói Việt Nam không sản xuất nổi cái ốc vít? Chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn trong video sau. Nhưng trước đó thì các bạn hãy cho kênh Việt Nam Stronger xin một nút like và đăng ký kênh nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là niềm động lực lớn nhất để chúng tôi làm những video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuyện bắt nguồn từ mấy ngày hôm trước, doanh nhân Đỗ Cao Bảo, một trong những thành viên sáng lập FPT, đã vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh về tàu cao tốc Thăng Long kèm bình luận: Việt Nam không làm nổi con ốc vít nhưng lại chế tạo được tàu thủy cao tốc lớn bằng 3 chiếc Boeing 787. Doanh nhân Đỗ Cao Bảo đã ví von độ lớn của tàu bằng 3/4 chiều dài sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, gấp hơn 3 lần chiếc máy bay Boeing 787 và lớn bằng 5 chiếc máy bay Airbus A321. Được biết, hiện dòng máy bay Boeing 787 Vietnam Airlines đang khai thác có chiều dài 63,7m và 274 ghế ngồi. Airbus A321 dài 44,5m, có 184 chỗ ngồi. Vậy mà theo doanh nhân Đỗ Cao Bảo, tàu cao tốc do Việt Nam tự sản xuất còn lớn gấp 3 lần như thế nữa. Thông tin do doanh nhân Đỗ Cao Bảo chia sẻ khiến cho nhiều người hoang mang. Có phải đó là sự thật hay chỉ là lời chém gió đùa vui trên mạng? Xin thưa, đó hoàn toàn là sự thật nhé các bạn. Mới đây thôi, vào trưa ngày 9 tháng 3, siêu tàu khách mang tên Thăng Long thuộc công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc đã lần đầu tiên thực hiện việc vận chuyển hơn 1.000 hành khách từ cảng Cầu Đá, thành phố Vũng Tàu, cập cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo an toàn. Đây là chuyến tàu đánh dấu mốc son đầu tiên có một siêu tàu khai thác và vận hành các tuyến hàng hải từ đất liền tới các đảo xa bờ của Việt Nam. Và đó cũng chính là con tàu cao tốc lớn gấp 3 lần máy bay Boeing mà doanh nhân Đỗ Cao Bảo nhắc đến. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, đây chính là cận cảnh siêu tàu cao tốc Thăng Long made in Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem con tàu này có gì đặc biệt và nó có đáng được tung hô đến như vậy hay không nhé. Tàu cao tốc Thăng Long dài hơn 77m, rộng gần 9,5m, có sức chứa lên đến 1.017 khách. Tàu có 3 tầng, sử dụng 3 động cơ hiện đại nhất thế giới do công ty Rolls-Royce MTU của Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất với tổng công suất gần 12.000 mã lực. Thân tàu được làm bằng vỏ hợp kim nhôm nhập khẩu từ Italy, giúp tàu đạt vận tốc lên đến 32 hải lý trên giờ, rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu đến Côn Đảo chỉ trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Với thiết kế đặc biệt này, tàu Thăng Long có thể vận hành trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như gió giật cấp độ 8, chiều cao sóng lên đến 6m mà vẫn có tính ổn định cao và giảm được tối đa độ lắc rộng, giảm say sóng cho hành khách. Có lẽ chính vì vậy mà con tàu gây sức hút khó cưỡng đã trở thành chủ đề bàn tán của không chỉ cộng đồng mạng Việt Nam mà còn truyền thông quốc tế. Được biết thì tàu cao tốc Côn Đảo – Vũng Tàu sẽ khởi hành từ cảng Cầu Đá – Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 8 giờ sáng và khởi hành từ cảng Bến Đầm – Côn Đảo về Vũng Tàu lúc 13 giờ 30 phút hàng ngày. Tàu có giá vé hạng phổ thông là 660.000 đồng, hạng VIP là 1,2 triệu đồng. Sự kiện hạ thủy con siêu tàu có ý nghĩa đặc biệt với Việt Nam và cũng là một cú đánh tiếng khẽ của Việt Nam dành cho các nhà đầu tư lớn khắp thế giới. Nhiều khán giả quốc tế cũng rất quan tâm vì hai lý do. Thứ nhất, họ muốn đến Việt Nam du lịch xuyên biển. Thứ hai là họ tò mò vì không nghĩ một quốc gia nhỏ bằng 1/30 Trung Quốc như Việt Nam có thể sở hữu những phương tiện cao cấp đến thế. Và sau đây là những dòng bình luận của khán giả quốc tế. Các kỹ sư và kiến trúc sư Việt Nam giỏi quá, khâm phục lắm, chúc mừng bạn từ Indonesia. Thứ không công khai là thứ nguy hiểm nhất, Việt Nam đang phát triển mọi mặt. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Việt Nam không làm được con ốc vít, tôi nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa vui nhưng kém duyên dáng. Hãy nhìn Việt Nam bây giờ, đất nước này đang phát triển trên mọi mặt. Ngay cả ô tô họ còn làm được cơ mà. Các nước kém hơn thường tìm lý do để dìm hàng những người tài giỏi hơn mình. Hãy ngừng sỉ nhục Việt Nam. Việt Nam, các bạn đã vượt qua áp lực và có được thành công xứng đáng. Các bạn nghe những bình luận trên đây thì cảm thấy như thế nào? Có hào hứng và sảng khoái không? Có phải ngẫu nhiên mà người nước ngoài dành cho chúng ta những lời khen có cánh như thế đâu? Mình biết rằng có một số nước bạn vẫn cho rằng họ rất cay cú và ngạc nhiên. Trước đây, họ cho rằng Việt Nam một cái ốc vít cũng không làm nổi. Nhưng sự thật vẫn là Việt Nam đang dần mở đường cho những bước chân đầu tiên của chính mình bằng hàng loạt công nghệ đóng tàu mới nhất.
thế giới có gì, Việt Nam sẵn sàng cập nhật và học hỏi. Việt Nam khiêm tốn đi lên từ từ để phát triển bằng hết sức mình. Đó là điều thực sự đáng quý. Vì vậy, các bạn khán giả Việt Nam cũng vui mừng khôn tả, bằng chứng là những dòng bình luận đầy tự hào thế này. Con tàu hoành tráng quá, mới nhìn mình không nghĩ nó do người Việt sản xuất. Phải thế chứ, cảm ơn các nhà đầu tư đã chuyển nhượng công nghệ cho Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng học hỏi và trao đổi đôi bên cùng có lợi. Việt Nam mình có thừa trí thông minh và sức người để hoàn thiện những sản phẩm khủng thế này. Hãy chờ những con tàu đỉnh hơn trong vài năm tới. Một ngày Việt Nam sẽ tự sản xuất được, cố gắng lên Việt Nam, hãy tự đứng bằng đôi chân của mình thì mới chắc và khỏe. Con tàu thật tuyệt vời, ước một ngày giàu có để được đặt chân lên con thuyền đó và trải nghiệm những tinh hoa của đất nước. Vậy các bạn có tò mò đơn vị nào đã đóng tàu cao tốc Thăng Long? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV189 thuộc nhà máy Z189, doanh nghiệp quốc phòng thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Theo giới thiệu, ngoài đóng tàu cao tốc Thăng Long, nhà máy Z189 còn có nhiều sản phẩm cơ khí quân sự hiện đại, có độ chính xác cao. Nhà máy còn đóng hàng chục tàu, hàng trăm xuồng tuần tra, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo ra hàng vạn tấn kết cấu kim loại, gần 100 tàu và trên 1.000 xuồng các loại, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước cũng như là phục vụ xuất khẩu. Công ty 189 cho biết, các sản phẩm made in Việt Nam của nhà máy đã được sản xuất các thị trường châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Á. Theo giới thiệu trên website của doanh nghiệp hiện nay, Z189 sở hữu công nghệ nâng hạ tàu bằng hệ thống nâng Rolls-Royce của Mỹ, có sức nâng hơn 3.000 tấn, công nghệ dịch chuyển tàu bằng hệ thống xe và đường truyền đồng bộ từ xưởng đóng tàu ra sàn nâng, triển khai phóng dạng, thiết kế thi công đóng tàu bằng phần mềm Ship Constructor, gia công chi tiết cơ khí có độ chính xác cao bằng các thiết bị hiện đại như máy phay vạn năng, máy cắt tự động, máy tiện CNC, máy đo công suất động cơ diesel, các loại máy hàn tự động, máy lốc tôn, máy uốn ống, máy gia công cơ khí các loại, máy kiểm tra khuyết tật mối hàn, máy đo tốc độ, máy đo chiều dày tôn. Ngoài ra thì Việt Nam còn đóng được cả tàu chiến tuần tra mang tên lửa diện hạm BPS-500. Trên tàu có 8 tên lửa hành trình cùng tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và 2 ụ pháo phòng không. Việt Nam đã chinh phục được những đỉnh cao mà cách đây mấy mươi năm chúng ta không ai dám nghĩ là có thể làm được. Có thể nói Z189 là đơn vị mạnh dạn đi đầu trong áp dụng công nghệ mới vào sản xuất và cho ra đời các loại tàu vận tải, tàu tuần tra cao tốc, tàu đổ bộ, tàu chỉ huy huấn luyện chiến đấu, tàu cứu nạn tự phục hồi cân bằng và các loại xuồng bằng vật liệu hợp kim nhôm. Nhà máy cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm chủ công nghệ đóng tàu vỏ nhôm. Thật đáng vui mừng và kỳ vọng, bởi con tàu siêu cao tốc Thăng Long này nhất định sẽ là chiếc đòn bẩy thúc đẩy du lịch biển đảo của Việt Nam đạt đến cực tăng trưởng vô hạn. Vốn sở hữu ưu thế vị trí địa lý đắc địa và nền kinh tế thị trường biển đảo phát triển sẵn có, con tàu nối Vũng Tàu – Côn Đảo sẽ sớm mang danh Việt Nam vươn xa ra quốc tế. Mình rất mong chờ đến ngày được nhìn ngắm sự tái sinh của du lịch biển Việt Nam. Biết đâu được con tàu chính là bước ngoặt lịch sử để Việt Nam vươn lên thành con rồng mạnh mẽ của châu Á thì sao? Mình vẫn xin nhấn mạnh rằng đúng là sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta làm chủ công nghệ, như vậy thì có thể tự cung tự cường trong thời đại mới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thà bước đi những bước nhỏ còn hơn là để sự văn minh của cả thế giới đẩy lùi. Hãy vững trái tim và tin tưởng vào con đường mà Việt Nam đang vươn tới. Mình cảm thấy tự hào vô cùng, bởi lẽ đâu đó có những con tàu chiến của nước khác, họ chế tạo chỉ để hăm dọa và sẵn sàng để chiến đấu với nhau. Nhưng ở Việt Nam, những con tàu được sản xuất ra để nâng cao đời sống, để duy trì sự sống cho con người, đồng thời để nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính vì vậy, mình mong rằng những bạn chưa hiểu về tình hình kinh tế đất nước hãy thay đổi dần quan điểm, hãy nhìn ra ngoài kia xem chúng ta đang phát triển, đời sống chúng ta đang tốt lên từng ngày. Chúng ta nên khuyến khích và ủng hộ cho các doanh nghiệp thay vì chỉ biết chỉ trích vào những mặt chưa tốt. Có lẽ năng lực của chúng ta chưa quá cao, nhưng chúng ta cũng không hề kém so với các quốc gia trong khu vực. Với sự thay đổi của bộ mặt của công nghệ trong những năm gần đây, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về năng lực của nhiều doanh nghiệp khi liên tiếp tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và gây ấn tượng trên thị trường trong nước lẫn quốc tế, dần bắt kịp với thế giới về năng lực công nghệ. Tuy những vấn nạn của đất nước vẫn còn đó như tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, nhưng chính phủ nói riêng và toàn dân tộc nói chung đang gồng mình từng giây, từng phút, bước qua sự tàn phá của chiến tranh để đuổi kịp thế giới. Để rồi chúng ta có thể tự hào rằng một quốc gia từng chỉ biết đến với chiến tranh, Một quốc gia mà GDP đầu người chỉ ở mức trung bình thấp, lại có thể tự mình làm ra những sản phẩm công nghệ, làm ra những cái đầu tiên mà thế giới đang còn nghiên cứu. Chúng ta đang hướng tới tương lai, hướng tới một cường quốc công nghệ vì một Việt Nam hóa rồng. Các bạn có đồng ý với suy nghĩ của mình không? Hãy bình luận ngay bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Soccer để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp.
Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!